Ok và chào mừng anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục chúng ta cập nhật về thị trường và chúng ta sẽ cập nhật về xu hướng của Bitcoin mọi người nhé Một số anh em mà mọi người chưa tham gia vào Telegram cũng như là group Facebook của mình thì các bạn có thể xuống cái phần mô tả thì link tham gia vào Telegram cũng như là group Facebook thì mình có để cái phần mô tả rồi Ngoài ra thì một số anh em mà chúng ta muốn nhận những cái tín hiệu về Ancoin thì mọi người thể tham gia vào trong nhóm tín hiệu thì Ninh mình có để ở cái phần mô tả này rồi một số anh em mà mọi người chưa có tài khoản giao dịch của sàn Binance thì anh có thể đăng ký tài khoản giao dịch của sàn Binance và nhận cái phần thưởng bonus là 100 đô đó ngoài ra thì khi mà xem video của mình thì em anh, anh có thể ấn vào cái nút đăng ký kênh đó anh có thể ấn vào nút đăng ký kênh này và sau đó ấy, anh em ấn vào cái phần chuông nhé chúng ta chọn vào cái phần tất cả để sau này khi mà mình đã, có đăng tải video lên thì mọi người sẽ nhận được cái thông báo mới nhất và chúng ta sẽ không bị lỡ cái video khi mà mình đăng tải lên Ok và để mà bắt đầu cái buổi phân tích thị trường ngày hôm nay anh em có thể ủng hộ mình bằng cách like video mọi người nhé Rồi quay trở lại với thị trường crypto của chúng ta trong ngày hôm nay ngày 19 tháng 12 và trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà mình đang ngồi cập nhật thị trường mọi người thì Bitcoin đang giao dịch ở mức 43.000 đô Thì một số anh em mà nếu như mọi người mà theo dõi mình ở trong những cái video, những cái buổi live và những cái bản cập nhật thị trường của mình thì anh em cũng sẽ không có gì mà lạ quá với cái xuống này của Bitcoin ở tháng trước thì mình đã từng chia sẻ với anh em một cái kịch bản khá là khá là nhiều rồi đúng không ạ đó là Bitcoin chúng ta nó sẽ tạo một cái nền giá sideways ở cái nền giá là 3, 41 trong vùng 43 ngàn đô và đến thời điểm ngày hôm nay thì nếu mà mọi người chú ý thì chúng ta sẽ thấy rằng nó là cái plan của mình nó đã và đang diễn ra ở trên thị trường rồi Bitcoin trong những ngày ngày qua thì uh, cái đợt đầu tiên thì Bitcoin của chúng ta nó tiến tới cái vùng trên này là cái nền giá là 43 000 đô. Ờ, à, đầu tiên là nó rớt về đây sau lại rơi về cái vùng quanh 41 000 nó lại hồi lên 43 000 Tiếp tục nó lại rơi về cái nền giá là 41 000 đô. Tiếp tục nó lại hồi lên 43 000 đô. Thì uh, như anh em mà mọi người theo dõi mình trong gian vừa qua thì chúng ta cũng không quá lạ với cái kịch bản này của thị trường. Bitcoin nó đang chạy như những cái dự kiến và cái plan mà mình đã từng cập nhật thị trường ngoại với anh em từ khá lâu rồi. Đó thì hiện tại Bitcoin nó vẫn đang tạo một cái nền giá sideways thôi. Thì thời điểm này không biết là anh em chúng ta còn giữ hàng hay không nhưng mà cá nhân của mình thì trong cái đoạn này thì uh, thị trường và Bitcoin nó đang chạy theo cái plan nên chúng ta vẫn theo cái kế hoạch cũ thôi. Uh, nếu một trường hợp mà thị trường của chúng ta thực sự nó tốt thì chúng ta vẫn có thể kỳ vọng những cái đà tăng trưởng và những cái target cao hơn với Bitcoin là vùng 48 cho vùng 50 ngàn. Thì thực ra là cái target này thì nó cũng không phải là quá khó. Ừ, nhưng mà ít nhất là cái thời gian vừa qua thì mình có phân tích với anh em là Bitcoin mục tiêu nó sẽ tiền tới cái vùng 43.000 hay là xa hơn một chút là vùng 45.000. Thì uh, hiện tại thì cái plan này nó đã đạt được rồi. Bây giờ chúng ta đang kỳ vọng một cái target cao hơn thôi là 48 cho 50.000. Còn cái plan đầu tiên thì nó đã và đang đạt được. Khi mà cái thời gian vừa qua thì mình vẫn kỳ vọng khá là lớn cái việc nó Bitcoin nó tăng trưởng từ cái nền giá là 26 trên vùng 28.000 đô. Thì thực sự là đến ngày hôm nay anh em làm một người đánh theo mình trong hơn vừa qua thì nó vẫn là một cái một cái chiến lược nó hoàn toàn mang lại cho anh em một cái lợi nhuận nếu như mà một cái tuân thủ theo cái plan cũng như cái kịch bản của mình. Về cái xu hướng ngày hôm nay thì về cái xu hướng dài thì nó đã và đang đến cái vùng target của mình là cái vùng 43.000 và xa hơn là 48 50 000 đô rồi. Về cái xu hướng ngắn hạn của H4 thì chúng ta vẫn có thể kỳ vọng là thị trường ta sau khi mà nó tạo được cái nền giá sideways ở vùng 41 đến 43.000 thì thị trường ra nó sẽ bứt phá qua được cái vùng 41 cho 43 ngàn đô này và thậm chí là Bitcoin của ra nó có thể bứt phá và nó vượt qua được nó tiến tới cái vùng phía bên trên là vùng 48 cho vùng 50 ngàn ờ, mình nghĩ là cái vùng 48 và vùng 50 ngàn đô nó vẫn là ở trong cái khả năng mà thị trường cũng như Bitcoin nó có thể chạy được và nó có thể đạt được ờ, một số anh em mà mọi người cầm hàng thì chúng ta vẫn có thể giữ trong gian này về xuống của D1 thì thị trường của chúng ta nó vẫn đang thể hiện một cái đà tăng thôi thời điểm này thì mình vẫn khuyến khích anh em là chúng ta không nên tạo lại bán xuống hay là chúng ta cũng không nên tạo lại sót xuống nó cực kỳ nguy hiểm. Ở thời gian này thì an coi nó vẫn có nhiều đồng coin nó có tín hiệu rất là tốt. Ở thì anh em mà chúng ta mà muốn chơi an coi thì anh có thể tham gia vào trong nhóm tín hiệu của mình ở phần, phần bên dưới này. thì đăng ký vào trong nhóm tín hiệu premium hoàn toàn miễn phí thôi nó khá đơn giản. ngoài ra thì những cái vùng ngoài những cái tín hiệu thì mình sẽ có thêm ngày mai thì mình sẽ zoom định hướng với một người trong nhóm riêng thế nên anh em nào chúng ta muốn đánh an toàn và đánh cẩn thận hơn một chút thì mỗi tham gia vào trong nhóm của mình nhé về xu hiện tại thì m 30 của thị trường thì nó cũng không có biến động quá nhiều Ở ngày hôm qua khi mà thị trường nó giảm giá và nó khiến cho anh em và khiến cho người chơi cũng khá là hoang mang nhưng mà có lẽ là ngày hôm nay thì nó lại quay trở lại rất là nhanh đúng không ạ nó khiến cho chúng ta những cảm giác lo no sợ những cái cảm giác lo no lắng nó lại biến mất đi thì cái cuộc chơi tài chính hay là cái việc mà đầu tư nó là như vậy à, nếu mà chúng ta không hiểu cuộc chơi chúng ta không hiểu thị trường thì chúng ta rất dễ là chúng ta sẽ bị mô khi mà thị trường nó hình thành những cái nền xanh và chúng ta sẽ sợ hãi khi mà thị trường nó xuất hiện những cái đỏ thì uh, trong thời gian vừa qua khi mà mình like và khi mà mình cập nhật thị trường với anh em thì mình vẫn luôn luôn nói với anh em rất là nhiều rồi Nhưng là thời gian này thì thị trường ta thì nó chưa có vấn đề nên nếu mà anh em nào mà mọi người muốn chốt lời thì mọi người chốt nhé Tại vì so với cái entry thời trước khi mà mình côn anh em vào thì hiện tại nó vẫn có một cái mức lợi nhận rất là ổn, rất là tốt. Thì cái việc chốt lời không là do mọi người. Nhưng cá nhân của mình thời điểm này thì mình vẫn đang gồng lời thôi. Còn bản bản thân của mình thì mình chưa bán ra đâu. Anh em nào mà chúng ta muốn bán sớm thì chúng ta có thể bán bớt một phần. Chúng ta chốt lời một phần, sau đấy thì chúng ta sẽ sẽ tiếp tục chúng ta gồng. Thì kỳ vọng của mình là thị trường nó vẫn có thể tiếp tục nó tạo được những cái đà tăng và nó đợi những cái đà bám lên vùng trên. Thì đây là một cái kịch bản mà mọi thể hướng tới được với cái xu của Bitcoin nhé. Mình sẽ cập nhật qua một chút về thị trường crypto với một số những đồng altcoin ở trên thị trường hiện tại thì uh, ETH hiện tại thì sóng của ETH thì trong thời gian vừa qua thì nó cũng có một cái gì đấy mà tương đối là đồng điệu với cái sóng của Bitcoin. Uh, ETH thì ngày hôm qua nó có một cái phiên giảm về cái nền giá bên dưới này là khoảng 2.100 đô và sau khi mà giảm xong thì uh, khi mà Bitcoin nó hồi phục thì nó cũng kéo theo cái sự hồi phục của Ethereum. Với cái đà của ETH thì về cơ bản là trên xu hướng nó vẫn đang ở trên một cái xu hướng tăng. Trong thời điểm cuối tháng 12 mà nếu như mà thị trường nó vẫn tiếp tục tạo được những cái đà bơm lên, Bitcoin nó kéo lên vùng 48 đến 50 ngàn đô thì ETH nó vẫn có thể anh em có thể kỳ vọng cái vùng trên là vùng 2.800 đô và thậm chí là cao hơn một chút là vùng 3.000 đô. Thì đây vẫn là cái sóng mà mình có thể chờ đợi giúp mình trong cái cuối tháng 12 thậm chí là sang đầu tháng 1 thì nếu mà thị trường mà nó có trường hợp là xấu hay là nó không ổn thì mình cũng sẽ cắt out ra thì để mà nhận được những cái thông tin mới nhất khi mà mình update thị trường thì anh có thể xuống cái phần mô tả này nhé và anh em tham gia vào tại vì mình cũng sẽ update thị trường ở trong nhóm thôi chứ mình cũng không uh, khi mà mình update ở trong các cái video thì nó sẽ bị trễ rất là nhiều ví dụ như là tầm đó, ở cái khung giờ mà mình không lên video thì lúc đấy mình cắt out ra rồi thì anh em này chúng ta lại không nhận được cái thông báo của mình ý. thì mọi người sẽ sẽ bị trễ thì anh có thể đăng ký vào nhé ở ờ, trong nhóm Blue thì thời thời điểm này em đăng ký thì nó vẫn hoàn toàn miễn phí. Một số anh em mà một người vùng lớn hơn một chút thì anh có thể đăng ký vào trong nhóm VIP. Thì uh, trong nhóm VIP thì mình sẽ có thêm những cái uh, buổi zoom định hướng và chúng ta sẽ an tâm hơn cho quay cái buổi zoom như vậy. Còn nếu mà anh em mà bồn bé quá thì anh em tham gia vào trong nhóm miễn phí giúp mình nhé được không ạ? Thì ở trong cả hai nhóm thì mình đều có những cái uh, cái bản cập nhật thị trường mọi người những cái thời điểm quan trọng. Thế nên là anh em mà muốn update sát nhất thì em có thể đăng ký vào rồi đấy là một cái xuống của ETH trên cái xuống của D1 bh H4 của ETH thì nó cũng không có biến động quá nhiều ETH ở trên thùng H4 nó vẫn đang tạo một cái đà đi ngang và một cái đà sideways thôi Với một cái biên độ ở cái vùng giá là từ 2.100 đô đến 2.300 đô Trường hợp mà thị trường ta nó bứt phá được qua cái nền giá này Cái nền giá sideways này thì chúng ta sẽ kỳ vọng cái target tiếp theo với Ethereum là khoảng 2.800 đô và thậm chí là với cái ETH nó có thể kỳ vọng cái target cao hơn một chút là target 3.000 đô. Thì mình sẽ chờ đợi hai cái TV này nhé. Rồi chúng ta sẽ nhìn qua một chút về sóng của BNB. BNB trong những ngày gần đây thì nó cũng không có cái sự biến động nhiều lắm. Ngoài cái việc là thị trường nó đang tích lũy và BNB nó vẫn là một cái lựa chọn mà dành cho anh em nào mà chúng ta muốn chơi những cái đồng coi của sàn hay là đồng coi của BNB. Thì với cái xu hướng này anh có thể kỳ vọng cái target của BNB có thể chạy được là vùng khoảng 300 đô và thậm chí là cao hơn một chút có thể kỳ vọng mà BNB có thể chạy lên vùng 350. Thì đây là hai cái target mà của BNB mà có thể tham khảo trong tháng tới BNB nó vẫn là một cái đồng coi mà em đầu tư vẫn tốt trong thời điểm này thì anh em đã tính toán vị thế để đầu tư giúp mình đó thì đấy là một chút cập nhật thị trường với mọi người trong cái buổi sáng ngày hôm nay và uh, anh em chúng ta nếu mà mọi người mà khi mà xem video của mình thì anh em cũng có thể tính toán thêm vị thế để chúng quyết định nhé được không ạ và video ngày hôm nay của mình cũng sẽ dừng lại đây hẹn gặp lại mọi người ở trong cái video tiếp theo bye mọi người